Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với series gương mặt thân quen của chúng tôi. Barca rồi Real, Real rồi Barca, Messi rồi Ronaldo, Ronaldo lại đến Messi. La Liga mặc nhiên chấp nhận thế lưỡng cực ấy dòng dã suốt hơn một thập kỷ. Chỉ một lần hiếm hoi cuộc đua sông mã này bị chèn ngang khi Atletico Madrid đang quang đầy xứng đáng trong mùa giải 2013-2014. Khi ấy, đội bóng này được nhớ đến như một tập thể lì lợm đến đáng sợ dưới bàn tay dẫn dắt tài tình của Diego Simeone. Nhưng trước đó 2 năm, câu lạc bộ này đã sống trong những cảm xúc lâng lâng được tạo ra bởi một siêu nhân. Người đã tạo nên niềm tin lớn lao rằng anh đủ khả năng phá tan cuộc cạnh tranh đã quá quen thuộc giữa Messi và Ronaldo. Đó là Radamel Falcao. Trước khi chúng tôi bắt đầu nói về cái điều điên rồ ấy, hãy quay ngược dòng thời gian trở lại trận tranh siêu cúp châu giữa Atletico và Chelsea. Với tư cách là đương kim vô địch Champions League cùng dàn tấn công trong mơ bao gồm Fernando Torres, Eden Hazard, Juan Mata, nhưng Chelsea đã nhận cú sốc điếng người. Chỉ trong hiệp 1, lưới sau lưng Peter Cech đã rung lên tới 3 lần. Đầu tiên là một cú sút bóng đầy tinh tế ở ngay phút thứ 7, rồi một cú đặt lòng vào góc xa mẫu mực ở phút thứ 19 và cuối cùng là pha thoát xuống dứt điểm đầy quyết đoán ở phút thứ 45. Tất cả đều đến từ tốc độ, khả năng ca lướt tuyệt vời và những cú dứt điểm sắc bén. Mãnh hổ Falcao ngày hôm ấy đã khiến châu Âu rung chuyển bởi tiếng gầm dữ dội của mình. Chú thích ảnh bìa của tờ Marca ngày hôm ấy như sau: Falcao đã phá hủy hành tinh với 3 bàn thắng. Trong bài viết ca ngợi Radamel Falcao, Marca tiết lộ rằng thủ môn Peter Cech đã đi vào phòng thay đồ sau giờ nghỉ với khuôn mặt thất thần. Đáng lẽ ra, tiền đạo người Colombia có thể tạo lên một cú poker ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên nếu như pha tì đè rồi dứt điểm đầy dũng mãnh của anh sau đường truyền của phía Pê không tìm đến đúng xà ngang. Tuy nhiên, chiến tích thần kỳ ấy đã đủ để Falcao lưu danh sử sách. Puskás vĩ đại là cầu thủ duy nhất từng lập được một cú hat-trick chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên của một trận chung kết cúp châu Âu. Thành tích tưởng chừng bất khả xâm phạm cho đến khi Falcao xuất đầu lộ diện. Cũng chính anh là người đã giúp cho Atletico Madrid lọt vào trận đấu ấy khi nổ súng tới 36 bàn trên tổng số 50 lần ra sân trên mọi đấu trường ở mùa giải đầu tiên của Atletico và giúp họ vô địch Europa League mùa giải 2011-2012. Đã từng có lúc người ta nghi ngờ huấn luyện viên Diego Simeone quá liều lĩnh khi thuyết phục ban lãnh đạo bỏ ra tới 40 triệu euro để chiêu mộ Falcao, dù rằng tiền đạo này thực sự đáng nể. Hai mùa giải khoa Porto, anh xé lưới đối thủ tới 71 lần chỉ sau 87 trận và cũng vô địch Europa League với câu lạc bộ này ở mùa giải 2010-2011. Hai năm ấy có thể khái quát báo chí thế giới như sau: một bộ phận đông đảo sẽ nói về Messi và Ronaldo, phần còn lại liên tục tìm hiểu lý do vì sao gã tiền đạo người Colombia có vẻ ngoài hoang dã lại ghi bàn khủng khiếp đến vậy. Khi còn là một đứa trẻ, cậu bé Radamel Falcao thường xem cha mình chơi bóng chuyên nghiệp và cậu ngày càng bực tức hơn khi chứng kiến ông bố chơi bóng cho nhiều đội mà đội sau thường tồi hơn đội trước. Tôi vẫn hay xem cha tôi đá hậu vệ và điều ấy khiến tôi thất vọng, tôi muốn được thấy bố tôi ghi bàn. Radamel Garcia là một hậu vệ nhưng đặt tên đệm Falcao cho con vì lòng mến mộ tiền vệ Paulo Falcao nổi tiếng của Brazil. Rốt cuộc, con trai của ông chơi bóng chẳng giống ông và cũng chẳng giống Falcao. Như nhiều ông thầy dạy bóng đá tiếp xúc với anh khi còn là một đứa trẻ thì tiền đạo sinh năm 1986 có thiên phú trong việc đưa bóng vào lưới. Tài năng của Falcao đã phát triển dữ dội. Cậu mới chỉ 13 tuổi 199 ngày khi ra mắt Nosseros Boyacá ở giải hạng 2 Colombia vào tháng 8 năm 1999. Ở tuổi 14, Falcao đã chơi 7 trận cho đội bóng, một thành tích đáng nể của một cậu nhóc tuổi tin thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp. Nhưng cũng ngay từ đó, Falcao biết mình sẽ thành danh không phải tại quê nhà. Cậu cũng phải trải qua một cuộc sống du mục giống như bố của mình và Falcao đã sẵn sàng để bước vào con đường ấy. 19 tuổi, anh bắt đầu gây dựng sự nghiệp tiếng tăm của mình trong màu áo của River Plate. Huấn luyện viên Melo, người đã tin tưởng và trao cho Falcao cơ hội thường xuyên ra sân ở River Plate, cho biết cậu trò là mẫu cầu thủ mà trận sau lại sẽ hay hơn trận trước. Falcao có đầy đủ những phẩm chất của Van Basten. Cậu ấy là một tiền đạo không thể đoán trước với kỹ thuật, sức mạnh, nhận thức không gian và chỉ cần một nửa cơ hội để ghi bàn thắng. Trong vòng cấm, Falcao đích thị là một sát thủ, như Diego Simeone từng nói, quả thực không có nhiều cầu thủ làm được như cậu ấy. Trong khi các đồng đội thậm chí còn có chút sợ hãi khi chơi bên cạnh Falcao, anh có khát khao ghi bàn quá mạnh mẽ và luôn quyết tử trong mọi tình huống để thực hiện nhiệm vụ tối cao của mình. Một đồng đội thậm chí còn đặt cho Falcao biệt danh là con hổ vì sự dữ dội trong khi chơi bóng. Từ đây, biệt danh ấy đi theo anh cho tới tận bây giờ. Thế nhưng con người của Falcao lại hết sức trầm lặng và sự trầm lặng ấy cũng thể hiện cả ở trên sân. Falcao là một mãnh hổ không thích gầm, không thích nói, không cười, ngay cả trước những câu chửi của đối phương. Những cầu thủ Nam Mỹ luôn dùng những từ ngữ bẩn nhất để khiến cho đối thủ mất thăng bằng tâm lý. Nhưng Falcao chưa bao giờ bị những trò đê hèn ấy cản bước. Một mãnh hổ không thích gầm, nhưng những cái tát thì cực kỳ dữ dội. Porto là nơi đã chứng kiến bước ngoặt to lớn cho sự nghiệp của tiền đạo người Colombia. Anh khiến châu Âu ngỡ ngàng khi liên tục nổ súng.
Một danh sách dài những đại gia trai thảm đỏ mời anh đến như Manchester United, Chelsea hay Liverpool. Quyết liệt nhất phải là Chelsea khi huấn luyện viên Boas chuyển từ Porto đến Stamford Bridge. Ông gây áp lực lên ban lãnh đạo The Blues để chiêu mộ cậu trò cưng, nhưng Chelsea không quan tâm. Khi ấy The Blues chỉ có thể trả 25 triệu bảng cho tiền đạo này. Tuy nhiên đội bóng này mới chi ra 50 triệu bảng để mua Fernando Torres và họ đã không mua thêm tiền đạo để đặt niềm tin vào anh. Sau cùng thì Falcao quyết định tìm đến sân Vicente Calderon, nơi đã chứng kiến sự ra đời của hàng loạt những sát thủ đình đám như Sergio Aguero, Fernando Torres, Diego Forlán. Quả thật anh đã không sai, tài năng của Falcao tiếp tục thăng hoa rực rỡ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Diego Simeone. Falcao có mọi phẩm chất cần có của một tiền đạo: tốc độ, kỹ thuật sút bằng hai chân, đá phạt và cả khả năng chọn chỗ đều ở mức hoàn hảo. Chính những tố chất đó luôn khiến cho hậu vệ đối phương quá khó để bắt bài hay kèm chết mãnh hổ. Bất cứ pha lên bóng nào của Atletico Madrid hay đội tuyển Colombia dường như cũng có thể biến thành bàn thắng. Bởi đơn giản một điều là ở bên trong Falcao luôn biết phải làm gì để biến những cơ hội dù là nhỏ nhất thành bàn thắng. Song điều khiến tất cả bất ngờ là thứ vũ khí đáng sợ nhất của Falcao nằm ở cái đầu. Nó chính xác là khả năng săn bàn trên cao, một lĩnh vực tưởng như là điểm yếu nếu nhìn vào chiều cao 1m77 của anh. Cầu thủ hoàn hảo theo tôi phải có khả năng không chiến của Falcao. Đó là trích dẫn phát biểu của Andres Iniesta. Hai mùa ở Porto, chơi suốt này ghi được 72 bàn thì 38 bàn trong số đó được thực hiện bởi những cú đánh đầu, tỷ lệ lên đến 52,8%. Trong cùng khoảng thời gian ấy ở Atletico, mãnh hổ vô mồi trên cao thành công tới 36 lần trong tổng số 70 bàn thắng, đạt tỷ lệ 51,4%. 10 năm qua, chúng ta đều biết rằng Cristiano Ronaldo được vinh danh là ông vua đánh đầu, song tỷ lệ làm bàn từ không chiến của anh mới đạt tầm khoảng 20%, còn Falcao thực hiện việc tương tự với hiệu suất hơn 50%. Quãng thời gian ấy, không một ai trên thế giới có thể sánh bằng Falcao trong khoản đánh đầu. Bí quyết để tạo ra sự khác biệt nằm ở khả năng chọn vị trí siêu đẳng của anh. Thêm vào đó, thể chất của anh cũng vô cùng mạnh mẽ để có thể dậm nhảy rất tốt. Từng có bài báo viết rằng Falcao dành hàng giờ đồng hồ chỉ để bật nhảy tại chỗ. Cậu ấy xứng đáng với tất cả mọi điều đã giành được bởi sự nỗ lực cho công việc, bởi sự cương quyết, tham vọng và niềm tin vào bản thân. Những điều đó đã đưa cậu ấy đến với vị trí hiện tại. Với Simeone, Falcao là mẫu sát thủ có thể làm được mọi thứ. Ông cho biết mình hạnh phúc vì có Falcao trong đội hình. Simeone tiếp tục: chúng tôi hạnh phúc vì có một tiền đạo như cậu ấy trong đội hình. Bóng đá không ngừng biến đổi, chính cậu ấy đã truyền cho đội bóng nguồn sinh lực tích cực. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng. Đúng vào lúc các cổ động viên tin rằng màu áo đỏ trắng của Atletico quá trật trội với tài năng của cầu thủ sinh năm 1986, thì anh đã chọn đến một đội bóng còn kém tiếng hơn. Những đồng tiền rủng rỉnh từ AS Monaco đã thu phục hoàn toàn Falcao. Anh nhận mức lương vào loại cao nhất thế giới khi ấy bên cạnh Ronaldo và Messi. Nhưng quyết định sai lầm ấy bắt đầu cho hành trình sa sút của Falcao. Nửa mùa đầu tiên, cựu tiền đạo của Porto vẫn chơi cực hay để giúp cho AS Monaco kèn cựa rất quyết liệt với Paris Saint-Germain. Đúng lúc mùa giải căng thẳng nhất, thì Falcao lại gặp chấn thương đứt dây chằng quái ác. Lật lại tiền sử bệnh án, người ta giật mình khi biết rằng đầu gối của sát thủ người Colombia đã bị hủy hoại bởi hàng loạt những vết đau trong quá khứ. Vào tháng 10 năm 2005, anh gặp chấn thương trong trận đấu với San Lorenzo và đã bỏ lỡ phần còn lại của Apertura với chấn thương dây chằng. Đến tháng 1 năm 2006, khi chuẩn bị cho mùa giải mới, chấn thương đầu gối nặng tiếp tục tái phát đã khiến cho Falcao phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu tới 6 tháng. Sau nhiều năm tưởng như đoạn tuyệt, dứt điểm, cái dây chằng lại một lần nữa hành hạ Falcao. Một sự thật oái oăm khi người được ca tụng là sánh ngang với Messi và Ronaldo lại chưa một lần tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh. Cả hai kỳ World Cup 2010 và 2014, Falcao đều vắng mặt vì cái đầu gối. Với thể chất mạnh mẽ của mình, mãnh hổ nhanh chóng bình phục chấn thương. Nhưng thay vì ở lại AS Monaco để đưa đội bóng này tới trang sử mới, thì Falcao lại chọn Man United là điểm đến tiếp theo của mình. Một quyết định sai lầm nối tiếp những sai lầm. Khi đang trong thời kỳ đỉnh cao, Falcao chọn đến Monaco vì tiền. Thời điểm yếu nhất, anh lại mạo hiểm tới một giải đấu khốc liệt nhất thế giới. Kết quả là Falcao đã chìm nghỉm cho thất vọng. Tới một giải đấu đòi hỏi thể lực khổng lồ như Premier League khiến Falcao choáng ngợp. Các hậu vệ cao to chẳng ngán kỹ năng bật nhảy của anh. Đã vậy, lối chơi chuyền bóng cực kỳ buồn ngủ của Van Gaal chẳng khác gì một liều thuốc độc với phong cách trực diện của Falcao. Gầm một khối căm hờn trong cúi sắt, ta nằm dài trong ngày tháng dần qua, khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ, dương mắt bé diễu oa linh rừng thầm, nay xa cơ bị nhục nhằn tù hãm để làm trò lạ mắt thứ đồ chơi. Những câu thơ của thế lữ như đã nói lên tiếng lòng của Falcao. Sân Old Trafford chẳng mang lại giấc mơ nào cả. Trái lại, nó đè bẹp sự tự tin của sát thủ đáng sợ bậc nhất thế giới. 6 bàn sau 28 trận đương nhiên là không đủ để thuyết phục Man United mua đứt anh từ AS Monaco. Sau hành trình của Falcao tại xứ sở sương mù vẫn chưa dừng lại. Chelsea sau lần mua hụt 4 năm trước đã quyết định trao cho Falcao một cơ hội. Tôi đã nói chuyện với John Terry và Gary Cahill rất nhiều về cậu ấy. Chúng tôi nghĩ là khả năng di chuyển của Falcao vẫn tốt. Khả năng di chuyển để kiếm khoảng trống cho vòng cấm và ghi bàn ở Radamel Falcao vẫn còn nguyên đó.
các cầu thủ của chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc khống chế phạt cao mọi lúc và chúng tôi cảm thấy cậu ấy vẫn còn có thể chơi tốt. Jose Mourinho tự tin sẽ hồi sinh ngon lành phạt cao, nhất là khi bên cạnh anh có người đồng đội cũ Diego Costa. Nhưng ngục tù tại Man United đã biến mãnh hổ ngày nào trở thành một chú mèo nhút nhát. Lần này thành tích còn ê chề hơn khi anh ra sân được vỏn vẹn 12 lần và nổ súng đúng một lần. Thất bại toàn tập ở nước Anh khiến Falcao lê bước về Monaco với sự u uất trong lòng. Nhưng đó lại là tia sáng cuối đường hầm của cầu thủ sinh năm 1986. 117 trận trong 3 mùa giải tiếp theo, Falcao hồi sinh rực rỡ khi mang về 70 lần lập công. Tuyệt vời nhất là thành quả lọt vào bán kết Champions League và đồng thời vô địch Ligue 1 mùa giải 2016-2017. Falcao đã tự tay xóa nhòa những tủi nhục mà anh chịu đựng trong 2 năm vật vờ tại nước Anh. Sau khi mùa giải 2018-2019 kết thúc, chân sút người Colombia đã chuyển tới Galatasaray ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chưa thể biết đây đã là điểm dừng chân cuối cùng của anh hay không, nhưng sau tất cả sự thăng trầm của sự nghiệp, Falcao đã tìm được một nơi yên bình để gầm vang những tiếng cuối cùng. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại series câu chuyện gương mặt thân quen của chúng tôi ngày hôm nay. Đừng quên bấm like nếu bạn đã từng say đắm với những phẩm chất của Falcao. Subscribe kênh YouTube Tuyển Văn Hóa, bấm chuông để nhận được những câu chuyện thú vị về thế giới túc cầu mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!